Mới mưa đã mưa hết sức lớn mà con ơi. Bên đây khuôn nữa nè. Vàng lúa dữ lắm, nhà lúa luôn. Rồi em 18 nha bà con. Bữa này mưa gió bất lợi quá đi. Nên là ai cũng thủ cái chi phí, ai cũng thủ năng suất hết. Không phải thuận giống như đông xuân. Kết hợp quy trình iFarm nha bà con. Công thức chia nhỏ đợt phân đầu. Cái mùa này thì nó cũng na ná như vụ thu đông thôi. Lưng cũng thủ. Sản lượng giống thì thường là lưng kêu bà con sản hơi về 20 cho tới 22 kg công đồng cắt nha. Nhiều người thí dụ 5-10 công á, thì cái diện tích ít á, thì mình không nói. Còn á, cái diện tích mình nhiều 5 hết, 10 hết, 20 hết, 30 hết, thì cái việc dặm cái của mình nó rất là cực và tốn chi phí rất là nhiều. Nên là bà con cân nhắc cái lượng giống. Và nhiều bà con á, sợ rủi ro là cái vấn đề là giữ lá chân, thì bà con có thể là áp dụng công thức phân là chia nhỏ cái đợt phân đầu mà Lương có chia sẻ đó, ngót UG 5 cho tới 7 ngày, rồi 12, 14 ngày mình sẽ đi cái đợt phân nhất. Và cái công thức phân thì nó quyết định đến năng suất nha. Đó, mập thân mập chồi á thì nó sẽ hỗ trợ cho cái già lúa của bà con nó quang hợp tốt nè, nó vô gạo, và ở thời điểm lúa nhỏ là cái tiền đề cho cái dàn bông sau này của mình đều. Nhìn tổng thể thăm miếng lúa, khi mà Lương đi thăm lúa, miệng nó đều bông, trước mắt lại dàn lúa đó trúng trước đi. Trúng về vấn đề là dàn bông á, rồi bắt đầu mình coi cái tỷ lệ hạt chắc, coi như thế nào, rồi cái phơm hạt nó có to không. Tại vì cái phơm hạt nó quyết định đến cái trọng lượng ngàn hạt. Mập thân mập chồi thì bà con có thể là áp dụng. Nhiều người thí dụ chưa kết hợp quy trình iFarm á, nhiều bà con hỏi Lưng á, thì bà con có thể là xài trước cái cặp mập thân mập chồi 12 cho tới 15 ngày, bà con mình có thể là kết hợp thịt được rồi. Dơ vàng và đậu ông iFarm á, thì mình sẽ tiến hành mình xịt ở cái giai đoạn là 22 cho tới 25 ngày. Tức là phát lúc nào xịt lúc đó dùm cho Lưng nha. Dơ vàng nó sẽ quản lý cái sâu đục thân, mũi hành. Và mình sẽ kết hợp chung với đậu MyFarm để mình xịt. Rồi đến thời điểm đóng đồng sẽ kết hợp cái châu vàng để quản lý phẫn nè, đậu ôn. Và kết hợp cái mập thân mập chồi để phát triển bộ rễ cho vàn lúa mình năng phân đón đồng được tốt hơn. Lương không có khái niệm kích đồng, mà cố gắng là xây dựng cái cây lúa nó đều từ nhỏ, thì sau này chắc chắn với bà con luôn. Điều bông, cỡ nào cỡ không phải điều bông. Tại vì điều cây thì sau này cái dàn bông chỗ lên sẽ điều bông thôi. Và cái mấu chốt ở mùa mưa á, bà con gãi cái lượng kali, gãi đóng đồng hơi cứng tay nha. Phun hạt rất là to nha bà con. Cái cử công với me thì Lưng có cho kết hợp cái cặp màu sao hợp chồi để mà xịt vào gạo. Còn hôm nay thì bà con nhăn nhăn cái vấn đề là đốm nâu đó bình thường thôi. Dàn lúa nào không gài Lưng đi cũng có đốm nâu hết. Bà con xịt cái bộ ba lúa chỗ sẹt là cavula, kẽm và kết hợp phuẫn iFa 1 hectare 2 chai để nó quản lý cái lem lớp hạt, độ cổ bông và cái phẫn. Cái vụ tới thì phẫn cháy bì lá nó sẽ mạnh hơn vụ này. Vụ này cơ bản là Lưng thấy là cũng ok. Có cái phút cuối này nè bà con, cắt lúa nó cực lắm. Cắt lúa rất là cực ở cái vụ này. Tại vì tới giai đoạn là lúa chín đó bà con, cắt lúa mưa nhiều lắm. Tới mà cắt lúa mà đem lúa được vô bờ, cân gòn một cái hay là thở phào nhẹ nhõm đó bà con. Tại vì cái mùa này mưa liên tục, có khi là cắt tầm khoảng chừng 2 ngày cắt mới xong á. Tại vì mới chạy ra chút xíu mưa rồi. Nó phải để đó chứ đâu cắt được. Cắt nó ra, rồi cắt nó ướt lái người ta không chịu. Đủ thứ chuyện trên đời. Làm nông nó cực khổ, nó vất vả, Lương hiểu. Và cái năng suất cũng vậy nữa, nó phụ thuộc vào cái cách bà con đi phân. Để cho đủ dinh dưỡng, nó phát triển đồng điệu cây lúa của mình. Và quản lý nước, cố gắng quản lý nước nha bà con. Vàn lúa này hôm nay mưa liên tục hả bà con. Cũng khai nước ra, khai liên tục luôn. Khai ra mưa, nhưng mà cố gắng khai đi bà con ơi, đừng để
rất là dễ xảy ra tình trạng là lúa bà con bị đổ ngã. Mập thau mập chòi thì nó cũng hỗ trợ cứng cây, rất là cứng cây cứng gạ, nhưng mà cái nền đất của bà con á, quản lý nước không được á, thì nó sẽ xảy ra vấn đề lật gốc. Nên là cố gắng quản lý nước, nhất nước nhì phân. Mập thân mập chòi bà con kết hợp, bộ rễ nó ra mạnh lắm, cực kỳ mạnh. Nhưng mà dàn lúa trúng quá mà, cây này đổ cây kia xiên cây nọ. Mưa cột điện còn gãy, chuối còn gãy, huống chi là cây lúa. Cố gắng mình đi tổng thể dùm cho lưng nha. Kẽm 700 thì nhiều bà con cũng có hỏi lưng á là nó có cứng cây không? Cứng cây chứ. Tại vì mình tác động đến cái vai trò là quang hợp của cây mà. Kẽm 700 á, cái nồng độ rất là cao. Cái nồng độ tới 700.000 lận, miligam lận. Rất là cao luôn, nó hỗ trợ quang hợp rất là tốt. Khi mà bà con kết hợp mùa mưa á, nhiều bà con ví dụ là xịt bình máy thì có thể là kết hợp cái chai kẽm đơn. Cái chai kẽm nhỏ đó, 1 hectare chai rưỡi. Còn bà con phun máy bay thì bà con có thể là lấy dùm cho lưng là cái cặp là ca kẽm đó, rồi kết hợp vô chung với 2 chai phưởng alpha 1 hectare để mà quản lý cái trái bìa lá, quản lý cái phưởng hạt. Đẹp lắm nha bà con. Miếng lúa này thì năng suất rất là cao. Hết luôn tổng diện tích của miếng lúa này là tầm khoảng chừng 6 hectare đó bà con, 6 hectare. OE18 chiếc này có giá. Đừng tại sao mà Lương đăng rất là nhiều video OE18 á, tại vì Lương thấy giá nó ổn định bà con. Và cơ bản Lương trồng á, cái kinh nghiệm quản lý OE18 á, quanh năm suốt tháng à, Lương thấy thì cái năng suất nó ổn. Và phân gãi này kia cũng ổn lắm bà con. Nhẹ chi phí. Có điều á, là nếu mà bà con gãi nặng tay quá thì coi chừng lấy không hết năng suất. Cái mùa này làm dàn lúa thủ thôi, mùa sau cũng vậy. Không có cần bông bự, bông dừa coi coi thôi. Mà mình phun á, cái tỷ lệ hạt chắc mình cao là bà con có năng suất à. Chứ đừng có ham bông bự. Phun sáng lắm bà con. Đối với cái nhà lúa hiện tại thì hạt rất là sáng. Còn công trái me vẫn thêm phẩn giùm cho lưng nha. Lúa công trái me á. Công trái me thì bà con cố gắng là đưa thêm cử phẩn nữa. Phẩn ai farm thì tới giai đoạn công trái me xịt giùm cho lưng là 1,5 chai. Một chai rưỡi phưởng iFarm để mà quản lý cái phưởng hạt, rồi trái bìa lá ở giai đoạn mà lúa công trái me vẫn còn đó bà con, nên là đưa vô cử phưởng nữa, rồi kết hợp chung với sông mã đậu iFarm và hỗ trợ mập thân mập chòi để cho quá trình vào gạo nó được thuận lợi hơn. Nhà lúa này thì trúng rồi, cố gắng là bây giờ bơm nước, khai nước bỏ liên tục nè. Nếu mà có mưa lúa này thì cái dàn lúa này thì năng suất rất là cao nha bà con. Lưng đi nhiều thì lưng thấy là mỗi vùng cái năng suất nó khác nhau à. Những cái vùng đất mà nó có hậu á, bà con nó tốt á, thì cái năng suất cái vụ này 1 tấn là chuyện bình thường đó bà con. 1 tấn là chuyện bình thường luôn ở cái vụ này nè, và thậm chí là vụ thu đông nữa. Tùy cái tiểu khí hậu, tùy mỗi vùng cái sâu bệnh hại nó khác nhau. Lưng đi nhiều á, thì mỗi cái nền đất mình sẽ điều chỉnh cái công thức phân cho nó phù hợp và mùa vụ nữa. Ở cái mùa này thì bà con cố gắng là xịt hết nền ẩm nha, chỗ sẹt chỗ điều công với me xịt hết nền ẩm đi. Không có cần cho nước vô. Cứ mưa mình cố gắng mình khai bỏ. Lá dày, lá rất là dày nha bà con. Và cây cối cái nè, nó đều. Và cây rất là to. Đỏ đuôi thì bà con có thể là kết hợp tiếp tục một cử nha. Sông mã, Gabasito. Bà con có thể là xịt Gabasito được rồi. Và mình chen vô, kết hợp dùng cho lưng là thêm kali để mà cho nó chuyển hóa tinh bột được tốt, tại vì mùa mưa á bà con, để mà tránh tình trạng là lúa bà con nó vô trễ rồi bắt đầu á, đến thời điểm cắt thu hoạch á nó bị da trứng cá. Mập thân mập chòi thì bà con xịt á nó sẽ vô gạo rất là đạt, nó vô gạo nó no cái hạt, nó căng cái hạt dữ lắm luôn, bởi vì có dinh dưỡng nè, có điều hòa sinh trưởng, rồi có chung vi lượng nữa, nó sẽ hỗ trợ cái dàn lúa của mình nó cân bằng nè, nó vô gạo được thuận lợi. Mà thao hợp chòi thì cố định đó 15 ngày đón đồng rồi vô gạo là lưng cho xịt cái cử công trái me hết họng dàn lúa bà con. Và mùa này thì lép dọc đường là phải có, leo lép hạt nấm phẫn thì phải có. Mình phun xịt để mà cho nó hạn chế
để cho nó bị ít thôi. Đó, mình kiểm soát. Còn đâu ung cổ bông thì vàng lúa này đẹp nha bà con. Đừng thấy là hầu như là không có nha. Đậu ung cổ bông thì quay 18 vụ này là nặng lắm. À, vàng lúa sung ghê không? Hôm nay thì mưa liên tục. Mà cái việc mà vàng lúa thì nó vẫn hiên ngang, vẫn bất phất nè. Nó phụ thuộc vào cách bà con quản lý nước á. Vàng lúa này nè có để miếng nước nào đâu. Mới mưa hồi nãy một trận đó bà con. Mới mưa hồi nãy một đám rất là lớn luôn. Nên là bây giờ nước trên ruộng còn nè. Chứ cái vàng lúa này là khai nước lâu lắm rồi. Khai nước từ thời điểm lúa chỗ tới giờ. Quả đẹp luôn. Cái lá của mình nó phải thiệt là dày. Chấp nhận hơi dư lá chút xíu. Nhưng mà lá mình phải dày. Để mà tránh tình trạng là cháy bì lá. Và mình quản lý nước được đó, bà con nó vô gạo cũng lẹ nữa. Rồi bắt đầu mình kết hợp kẽm 700 nè. Rồi kết hợp là cặp màu thật trời. Để mình hỗ trợ vàng lúa mình vào gạo là ok. Chứ không có gì hết. Tùy cái đầu cây. Mình sẽ điều cho nó cái bông trên hạt nó bự hay là nó nhỏ. Còn một số vàng lúa mà bà con xạ không có mưa á, 80 hạt, 90 hạt vẫn trúng bình thường nha bà con. Tại vì những cái vàng lúa mà có đầu cây á, cái bông nó nhỏ thì thường là cái tỷ lệ hạt chắc nó rất là cao. Bà con hay nói với nhau là gọi hạt đó. Chứ không có gì hết. Còn vàng lúa này thì cái vàng cây nó đều thôi. Dày thì không quá dày. Mà thưa thì không thưa, nó đều. Nên là cái bông tương thấy thì 120, 130, 120, 130 đều nhau hết chân nè. Và hiện tại thì cái mức độ mà lên lớp hạt thì ok rồi. Cử đỏ đuôi á bà con xịt á, không có cần đưa thêm đậu ôn nữa. Đậu ôn mình đã quản lý rất là kỹ rồi. Chỗ sạc, chỗ đều công với me, ba cử cứng tay rồi. Phẫn nha bà con, ba cử nha. Vụ tới cũng vậy nè. Kinh nghiệm làm OM18 của Lưng á, rất là nhiều. Lưng đây tỉnh này, tỉnh kia Lưng thấy á, vụ tới. Có thể là tới đón đồng đã trái bị lá rồi. Nên có thể là bà con đưa kết hợp cái phẫn sớm nếu mà phát hiện cái biểu hiện của trái bì lá. Bởi vì phẫn hai farm á, và kết hợp chung với kẽm 700 á, nó sẽ đứng trái bì lá rất là dễ bà con. Đó, nó vừa hỗ trợ là chặn đứng trái bì lá, nó vừa hỗ trợ quang hợp để cho cái vàng lúa của bà con nó vượt. Đặc biệt là những giai đoạn là chỗ sẹt, chỗ đều và công trái me á. Quang hợp tốt, nó sẽ chỗ gỗ, nó sẽ thụ phấn tốt. Rồi đến cửa công trái me mình sẽ hỗ trợ thêm cái cặp màu thân hợp trời cho cái vàng lúa mình vào gạo. Còn chốt lại là đốm nâu nó chả quan trọng nha bà con. Kết hợp cái bộ ba là nó quản lý được rất là tốt rồi. Quan trọng là quản lý nước cho đựng sập nè. Vàng lúa này trúng lắm. Đều cây lắm. Phun một thân hợp trời thì vàng cây của bà con sẽ rất là đều. Ở đây có ai xem một thân hợp trời và có cái cảm nhận như vậy, có thể là bình luận dùm cho Lưng.